Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngộ quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Chương trình ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những thông tin liên quan tới phúc lợi dành cho quý vị, và đặc biệt sẽ là thông tin mới, lại breaking news nữa từ Thanh Thảo. Con trai cưng bị cướp mà cướp ở ngay trong trường đại học, quý vị. Rồi bài học gì, kinh nghiệm chia sẻ cho quý vị phụ huynh. Tuy nhiên trước hết, cho Thanh Tùng giới thiệu khách mời trong chương trình ngày hôm nay như thường lệ. Bên tay trái Thanh Tùng vẫn là bà chị xinh đẹp Ngân Hà. Bên tay phải Thanh Tùng cô gái dễ thương Thanh Thảo. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Nét Việt TV. Bây giờ trước khi chương trình bắt đầu, như thường lệ, cho chúng tôi giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose. Bên cạnh GMV và đối diện Costco 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern, trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Andy Garden chuyên cung cấp sỉ và lẻ cho tất cả các loại cây nhiệt đới và citrus như cam, chanh, quýt, bưởi và tắc. Để cảm tạ quý khách đã và đang ủng hộ Andy Garden trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ giảm 10% cho quý vị mua trên 600 đồng hoặc tặng một cây có giá trị tương đương. Quý vị muốn tìm những cây độc, lạ, hiếm và khỏe mạnh, hãy đến với Andy Garden. Chúng tôi có ship xuyên bang và delivery khách hàng ở San Jose và các vùng lân cận. Chúng tôi còn có bán đất Ford Farm, Ready Ground là loại đất hầu hết nhà vườn Mỹ sử dụng. Có chậu 15, 20, 25, 45, 50 gallon. Andy Garden, 3861 Sharkway, San Jose, điện thoại 408-387-2037. Rồi, trước khi mới đến quý vị những thông tin hấp dẫn cho Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay, vẫn là những tips rất là cần thiết dành cho tất cả mọi người khi vào bếp. Này, có món gì không chị? Hôm nay thì chị muốn chia sẻ với quý vị một cái món là thường là thịt bò, mình hay ăn thịt bò nhúng giấm, rồi thịt bò xào, thịt bò lúc lắc. Nói chung là rất là nhiều thịt, loại thịt bò để mà mình làm. Nhưng có một cái loại thịt bò này mà chị nói là chị bảo đảm luôn nha, ăn sẽ ghiền, đó là thịt bò sốt me. Thịt bò sốt me, hấp dẫn nè. Nó rất lạ nhưng mà ăn rất là ngon. Mà cái làm của nó là cực kỳ đơn giản luôn. Thí dụ như quý vị có thể đi ra ngoài chợ mua thịt bò phi lê nè, bò thăn cũng được hay wagyu cũng được, nói chung thịt bò gì cũng được á. Người ta có cái máy á, người ta cắt cho mình á, mình giờ người ta cắt luôn để mình về mình khỏi phải mất công mình cắt, phải không? Rồi mình cứ để đó. Mà Ngân Hà cũng nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần cái bí quyết á, để cho mình ướp cái thịt bò á, nó được mềm á, là mình cho một muỗng bột bắp, một muỗng canh bột bắp vô hai bao thịt bò. Rồi á, mình cắt hành tây á, mình cắt muối cao á, đó. Rồi á, mình có thể á, nghĩa là cái lúc mà mình xào á, với lại cái bò né này á, mình có thể chung với lại rau muống cũng được nè, hay là nấm kim chi, rất là ngon. Rồi bây giờ là sốt me, cái sốt là quan trọng nhất. Thì Ngân Hà làm 50 gram me, mà mình phải làm me trái nha, chứ mình đừng có lấy cái me mà bịch, tại trong bịch đó cái me bịch nó có cái độ mặn. Nó vừa chua mà nó có cái mặn nữa. Còn cái me trái á, là nó không có độ mặn. Nhưng mà mình ở đây sao có me trái? Me nó làm ở trong bịch sẵn luôn á em. À, me vắt. À, nó vắt sẵn. Thì Ngân Hà đang nói là me vắt. Đúng rồi, vắt sẵn. Chứ không phải là me bột. Không phải là me bột. Chứ không phải là me còn nguyên trong trái. Đó là me ở me trái thì đây mình hơi khó tìm. Mà nó lấy hạt ra hết. Đúng rồi. Cho nên của Thái đó. Mà cái me này nó rất là ngon nha, ở ngoài chợ bán rất là nhiều đó. Nó thường là ngày xưa người ta hay nói me ngào, rồi mình bỏ thêm đường nữa. Rồi mình bắt lên lửa nữa, thật cái đó là thành me ngào. Còn này nó là me nguyên chất luôn. Mình lấy ra cỡ 50 gram thôi nha. Rồi mình cho nước sôi vô, cho thành một cái chén. Rồi mình ngâm ở đó để cho nó tan hết cái me ra. Rồi mình đừng có bỏ, đừng có lọc gì hết trơn á, tại cái đó nó không có hạt. Cho nên mình cứ lấy luôn cái đó luôn.
mình tỏi với là hành, mỗi thứ một muỗng canh. Nếu mà mình muốn thơm á, thì mình phi tỏi hành lên, còn nếu không muốn á, cũng được, mình bỏ tỏi hành vô chung với cái 50 gram me đó. Cái này nó chủ yếu, chủ đạo của món này là chua và ngọt. Dạ đúng. Cho nên á, là cái độ ngọt của nó là đến 5 muỗng đường cát trắng. Như ngân hà làm là 5 muỗng đường cát trắng, được cát vàng gì cũng được, mà đến 5 muỗng đường cát rồi nha. Muỗng canh á, rồi xong mình cho vô 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê muối và 1 nửa muỗng cà phê tiêu. Nếu ai có muốn ăn cay thì mình có thể cho 1 muỗng canh sriracha. Rồi mình hòa tan cái hỗn hợp đó, hòa tan hết rồi xong mình đổ hết tất cả luôn với lại cái hành tây mà mình cắt muối cao á, mình bỏ vô luôn rồi mình ướp đó. Mình ướp đó và đến lúc này ví dụ mình ăn buổi chiều hay là buổi trưa thì mình thường là mình hay bỏ vô ra cái chảo mà điện trong gia đình á, mình ngồi mình ăn á, bỏ một miếng bơ vô, bơ là lạc á, bỏ vô xong cái mình cứ gấp bỏ vô, nó y chang như bò né. Con gì nó ăn mình nó né qua né lại, chứ nó ôi em thấy giống bò né mà, cái nói tại con né chứ mình thấy đâu dằn dữ vậy, thấy không đó. Rồi nếu mà mình muốn ngon nữa, mình đập dài 3 cái trứng gà đó vô cái chảo mà bự đó đó, mình đậu đỏ chung nữa luôn, rồi mình để nắng kim chi lên, rồi mình bỏ rau muống. Trời, rau muống mà xào với nó ăn nó chua chua ngọt ngọt, nó rất là ngon, ngon thiệt là ngon. Ăn với bánh mì mình cứ vậy á, mình cứ xào xào nó chín xong mình gấp ra dĩa người này hay là người này, người nào muốn ăn cứ tự gấp vô rồi cái xào xào nó chín, thí dụ mình thấy nó hết bơ rồi thì mình cho thêm một miếng bơ nữa để cho cái bơ nó chảy ra, ăn rất là ngon. Ăn với bánh mì không có gì bằng hết trơn á. Mỗi lần mà chị làm món đó là ông xã chị ông nói chứ em đừng làm món này, chị tưởng là dở chứ nói sao vậy anh, làm món này là ăn mà dễ mập lắm. Hoài ông nói ăn hoài mà em cũng đâu ốm gì đâu, ông này nói chị em cũng đâu ốm gì đâu, em cứ làm món này hoài ăn không biết ngán. Cái chị mới nói em đâu cần ăn, em gửi không em cũng mập rồi mà chị á, em biết không, chị uống nước không chị cũng mập nữa. Đến độ mà chị nói với tôi hoài, mỗi lần mà chị lên chị đọc tin tức cái xong cái chị uống nước, chị nói trời ơi tôi hôm nay chị uống nước nó ngon quá, chị tôi nói trời nước lọc mà bắt ngon không biết tại sao nữa. Cho nên những cái gì mà mình uống mình ăn mà mình thấy ngon là mình mập rồi đó. Nhưng mà ăn được cứu được là tiên, chị mà ăn uống được mà chị thấy ngon là chị nữa là tiên rồi. Đó là tiên nữ nè, tiên trắng trần luôn. Mà em nói thiệt, bây giờ cái quan trọng là sao cho nó khỏe chị ơi. Đúng không? Đúng nhìn á, không biết mập ốm gì mà trước mắt Thanh Tùng là bà chị này không hề mập. Nhìn dốc dáng này là không có mập nè. Mập là do chị, so sánh với chị ở cái thời mà còn thon thả dạ, thôi. Chứ còn dốc dáng như vậy với Thanh Tùng thì lại đẹp, vừa rất đẹp, sang mà rất là phúc hậu. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, giữ vậy đi. Nhưng mà cái món hấp dẫn à. Nhưng mà nói tới, thử à. Hồi đấy chị Hà có nhắc tới cái món sriracha, công nhận anh Thanh Tùng nhớ là lúc trước anh Thanh Tùng có đưa một cái tin về sẽ khan hiếm Lúc đó mình không thấy ha. Bây giờ rõ ràng hôm trước anh Thanh Tùng có biết không? Cái chai sriracha đó đó, hiệu đó đó ở Walmart bán 42 đồng. Trời có tưởng tượng được không quý vị, một chai tương ớt 42 đồng. Lúc đó anh Thảo mới nói với lại người nhà, anh Thảo nói đó, hôm trước anh Thanh Tùng nói đâu có, không có căn cứ đâu. Lúc đó mọi người nói, ủa thấy vẫn còn bán, có mắc hơn tí xíu. Bây giờ mới thấy là chút xíu hay là nhiều xíu. Rồi, bởi thông tin người ta là ta tin đi trước. Dạ đúng. Nhưng mà rất nhiều người Việt của mình á là không có tin. Dạ. Để khi nào mà thấy quan tài thì mới đổ lệ thôi. Trước cứ nghĩ là mình bị a cho cái hãng đó hay là mình làm scandal để cho nó bán hàng lên. Đúng rồi. Thực sự bây giờ đó thời gian mình sẽ thấy rõ. Thanh Tùng nhớ là lúc đó vừa loan báo xong mà đích thân Thanh Tùng chạy vô chợ là gom. Yeah. Gom quá trời đem về là chia lại cho chị Ngân Hà, chị Thanh Thảo, đi Thanh Thảo. Yeah. Rồi người nhà Thanh Thảo vô chợ đi tìm thì trong chợ nó báo với người nhà Thanh Thảo hết rồi, nãy Thanh Tùng nó vô gom hết rồi. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mấy cái chị trong chợ nó chứ trời ơi Thanh Tùng nó lấy nguyên xe rồi. Trời ơi hèn gì không rồi. Cho em sẽ trở lại với quý vị sau ít phút quảng cáo và phần chia sẻ tips từ Thanh Thảo, quý vị nhớ đón xem.
Thanh Thu gửi lời chào tới ngũ quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng đến phần 2 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Ở phần 1 thì mình đã có cái món thịt bò ăn chung với lại sốt me rất là hấp dẫn của chị Ngân Hà. Thanh Tùng hy vọng là cuối tuần này có gì thử ha. Nào ngon thì quý vị cho chị Ngân Hà lời khen để lên tinh thần. Còn bây giờ Thanh Thảo, cuối tuần này em có món gì cho bà con mình? Dạ, em cũng có một món mà hôm nay mình đại nhạc hội bò luôn quý vị. Không ngờ Thanh Thảo cũng có một món bò mà cũng có vị chua luôn. Thảo hôm nay chia sẻ cùng quý vị. Đó là món gỏi bò Thái Lan. Gỏi bò Thái Lan? Dạ, rất là ngon quý vị. Mà Thanh Thảo nhớ là Thanh Tùng và Diện Hà cũng đã có từng dùng cái món này khi mà tới nhà Thanh Thảo, nhớ không? Thì tiếng nay... Anh á, tiếng Anh gọi là cái gì đó? Cái tên gọi bò Thái Lan này nè. Dạ. Không, anh phải, không phải tên anh. Tên tiếng Thái. Tiếng Thái. Tiếng Thái là cái gì đó? Tên Thái gì đó, sao tự nhiên hôm nay Thanh Tùng ơi. Quý vị ơi, quý vị nào nhớ tên tiếng Thái của gọi bò Thái Lan, comment giùm tụi em ở bên dưới cái clip này, nhắc giùm tụi em nha quý vị. Dạ. Dạ. Cái món này thì Thanh Thảo làm thì để mình ăn khai vị với lại bánh phồng tôm á quý vị. Thì bây giờ Thanh Thảo đưa một công thức này cho một cái dĩa gỏi bò nhỏ thôi nha quý vị. Quý vị sẽ dùng một heo thịt bò, mà thịt bò filet mignon á, loại mềm để cho mình trộn cho nó ngon á. Một củ cà rốt nhỏ nè, một trái dưa leo nhỏ, nửa củ hành tây. Và nếu mà quý vị thích thì quý vị có thể dùng thêm 2 cọng cần tây á, mình bào sợi. Tất cả những nguyên liệu này như thịt bò thì mình cắt lát mỏng ha. Cà rốt mình bào sợi. Dưa leo mình bỏ ruột, mình cũng sắc sợi theo kiểu mà trộn gỏi. Rồi hành tây mình cũng sắc mỏng, dày hơn mình ăn phở nha quý vị, dày hơn tí xíu để cho nó có độ giòn. Rồi cần tây thì mình cũng bào sợi khúc khúc vậy nè. Nếu mà quý vị làm trước một ngày á, như Thanh Thảo hay làm trước lắm, tại vì đôi khi mình muốn làm trước sang mai, ngày mai mình nhanh á, thì quý vị lót một lớp giấy giấy nhà bếp á, xong sau quý vị rải một lớp những cái nguyên liệu đó, rồi lại làm một lớp giấy nhà bếp, rồi mình bỏ một lớp nữa, rồi mình bỏ tủ lạnh để sáng mai mình mang ra là đã đủ độ giòn rồi. Còn trong trường hợp quý vị làm liền ăn liền thì quý vị sau khi mình cắt sợi theo cái cách của mình rồi thì quý vị ngâm qua nước đá, rồi quý vị vớt ra, mình cho thật là ráo. Thịt bò thì quý vị sẽ dùng 2 trái chanh, quý vị dắt nước lấy cốt và quý vị tái trong phần thịt bò trước. Sau khi mình tái rồi ha, quý vị sẽ mang toàn bộ cái phần thịt bò mang ra. Rồi mình cho một nồi nước sôi. Khi mà nước sôi thật sôi, quý vị cho toàn bộ thịt bò mà quý vị đã tái chanh vào, quý vị đổ ra liền, bỏ vào mình quậy một vòng là mình đổ ra liền đó, mình tái. Thanh Thảo muốn chắc chắn rằng nó đã tái chín, chứ người ta không có muốn là mình chỉ tái chanh thì nó vẫn còn hơi sống sống. Rồi mình vắt thật phần thịt bò này cho thật là ráo nước để sang một bên. Rau quế và rau răm quý vị cũng rửa sạch rồi, mình cũng cắt nhỏ như mình trộn gỏi, mình để sang một bên. Rồi bây giờ là phần nước sốt nha quý vị. Nước sốt là cái linh hồn của cái món này, nó ra cái vị ngon hay không. Thì quý vị dùng cho Thanh Thảo, quý vị biết ngoài chợ mình thấy họ có bán một cái loại gia vị gọi là cái sốt mà nấu lẩu tôm dâm á. Mà quý vị đặc biệt quý vị nên mua hiệu con bướm bướm nha quý vị. Thanh Thảo không có lấy quảng cáo cho hiệu bướm bướm, nhưng mà sau khi mà Thanh Thảo nấu nhiều, làm nhiều loại khác nhau thì cái gia vị hiệu con bướm bướm là cái gia vị mà Thanh Thảo thấy nó chuẩn nhất và nó ngon nhất. Với tất cả toàn bộ những nguyên liệu lúc nãy Thảo nói là một bao thịt và một trái cà, một dưa leo, một cà rốt và nửa củ hành tây đó, thì quý vị dùng Thanh Thảo là 4 muỗng canh gia vị thơm dùm, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối. Nếu mà quý vị thích ăn cay á, thì quý vị cho thêm vào 1 muỗng canh tương ớt. Hoặc quý vị cũng có thể cắt ớt thành những cái khoanh nhỏ trộn vào chung với gỏi. Toàn bộ gia vị này quý vị đánh tan hết rồi, quý vị sẽ trộn vào tất cả những nguyên liệu mà lúc nãy mình đã chuẩn bị sẵn, gồm có thịt bò, cà rốt, dưa leo, hành tây, cần tây, rau quế, rau răm. Sau khi trộn đều hết rồi, nó sẽ ra một mớ nước. Quý vị gom lại những cái phần gỏi thôi, nước mà đừng lấy, mình để sang một dĩa khác. Sau đó quý vị rắc vào hành phi. Xong.
chúng ta có một cái đĩa gỏi bò chắc chắn quý vị ăn sẽ rất là ngon, ăn với bánh tráng, bánh phồng tôm. Ok, vậy là hôm nay là mình có tới hai món bò ha. Dạ. Mà hoàn toàn khác nhau. Dạ. Đây là món khai vị, đây mới dồn món chính, cùng là mua bò về. Đó là gia đình nào mà mình thích thịt bò, muốn đổi món thì hôm nay có dự thể áp dụng được. Rồi cảm ơn chị Ngân Hà, cảm ơn Thanh Thảo hôm nay, hai món quá là hấp dẫn luôn. Mà nãy giờ hai món này, món bò sốt me của chị Ngân Hà, rồi gỏi bò Thái Lan của Thanh Thảo, có gì nghe không biết có gì làm sao chứ còn em nghe em thấy hao bia đó. Đúng rồi. Hơi bị hao bia nha bà con. Rồi, còn bây giờ, đó là chương trình Hot Tips với Thanh Tùng ngày hôm nay. Chúng tôi có một số các tips, đặc biệt là những ai là nạn nhân của những cơn bão mùa đông vừa rồi ở tiểu bang Cali, đặc biệt là ở quận hạt Santa Clara. Quý vị có biết rằng mình bây giờ có thể sẽ được hỗ trợ tiền để sửa chữa những thiệt hại về nhà cửa, thiệt hại về cơ sở thương mại dịch vụ của mình vì cơn bão gây ra, cũng như một số các chi phí phát sinh từ những cơn bão đó. Quý vị có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ tiền. Làm sao biết mình đủ điều kiện, làm sao ghi danh là một. Mình có một cái phần tin thứ nhì cũng liên quan tới phúc lợi, đó là sắp tới ngày hết hạn cho những quý vị nào là chủ nhân cơ sở thương mại dịch vụ ở San Jose mà quý vị bị nợ tiền trả tiền mặt bằng của mình trong mùa đại dịch Covid-19 vừa qua. Nếu quý vị đủ điều kiện, quý vị có thể sẽ được nhận hỗ trợ lên tới 15.000 Mỹ Kim. Tin này thì ba chị em tụi em đã nói nhiều lần trong tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng rồi. Giờ đây có thể là đợt cuối cùng. Hạn chót ghi danh là ngày nào, đủ điều kiện, làm sao ghi danh. Đó là hai cái tin về phúc lợi. Mới có tin phúc lợi thứ ba nếu còn dịch thời gian. Đó là tin về việc nếu quý vị là những người khởi nghiệp, bắt đầu cho một công việc làm ăn mới, hay quý vị đang có ý tưởng để làm ăn kinh doanh, khởi nghiệp thôi, thì quý vị có biết rằng là quý vị sẽ có thể nhận được sự hỗ trợ 2.500 cho mỗi một ý tưởng kinh doanh. Đặc biệt là các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên, học sinh ấy, đang đi làm, bây giờ đang có ý tưởng mở một cái công ty chuyên về cái gì đó. Thì quý vị có biết rằng quý vị sẽ được hỗ trợ 2.500 Mỹ Kim để thực hiện ý tưởng đó, biến nó thành sự thật. Làm sao để ghi danh. Đó là những nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên trước khi chia sẻ với quý vị thông tin phúc lợi, thì Thanh Tùng muốn nhờ Thanh Thảo kể một câu chuyện lại mới xảy ra trong gia đình của Thanh Thảo. Ngay cậu con trai cưng của Thanh Thảo cho đây là câu chuyện chia sẻ cho tất cả mọi người, đặc biệt với quý vị phụ huynh, giống như câu chuyện cảnh giác vậy. Rồi, chuyện bắt đầu ra làm sao kể bà con mình nghe đi. Dạ, cảm ơn Thanh Tùng. Kính thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay Thảo muốn chia sẻ quý vị một cái câu chuyện mà vừa xảy ra với gia đình của Thanh Thảo vào hôm thứ Tư tuần này. Ngày hôm nay là quý vị xem chương trình là ngày thứ Bảy, thì thứ Tư vừa rồi á, thì một câu chuyện mà Thanh Thảo nghĩ rằng rất quý vị nghe, quý vị sẽ cảm thấy rất là ngạc nhiên khi mà chuyện cướp xảy ra trong khuôn viên của một trường đại học. Mà cướp ai? Cướp sinh viên. Đó là một điều anh Thảo nghĩ rất là lạ. Sinh viên nghèo quá mà sao cướp? Thì đó là xảy ra đúng ngay vào con trai của Thanh Thảo, thưa quý vị. Con trai Thanh Thảo đang học năm thứ nhất ở trường đại học, ở trường De Anza. Thì cháu đi học ra vào lúc 4 giờ chiều. Thì ba đến đón, thì cháu bước ra từ lớp học của mình. Và những ngày hôm nay thì trời rất nóng nực. Thì cháu nói là con định bước vô cafeteria để con mua một ly nước. Thì khi mà bước gần tới cổng cửa của canteen á, thì cháu mới rút cái bóp của mình ra. Thì khi vừa rút ra, trong vòng có vài chục giây thôi, thì có một người nhào lên và chụp cái bóp, giật cái bóp và chạy đi. Thì cái dạy của con Thảo là lại chạy theo. Cháu chạy theo, rượt theo cái người đuổi qua một ngã tư của trường De Anza. Thì lúc đó khi mà đuổi qua tới đó rồi thì không đuổi kịp nữa. Thì lúc đó mới gọi cho Thảo và gọi cho ba mình khóc vì cháu quá hoảng sợ. Cái điều mà Thảo muốn chia sẻ ra để muốn cảnh giác với tất cả những học sinh, mình đừng nghĩ rằng trong khuôn viên trường đại học lại không xảy ra. Khi mà xảy ra với con của Thanh Thảo thì Thảo nghĩ rằng cũng có thể xảy ra với bất kỳ một cháu nào đang học ở các trường đại học. Mong rằng quý vị phụ huynh nghe được thông tin này để nhắc nhở con mình, thứ nhất là cũng nên ngó trước ngó sau, không nên móc cái bóp ra giữa đường như vậy. Và một cái điều mà Thanh Thảo muốn chia sẻ cùng quý vị là khi mà con Thanh Thảo xảy ra rồi, đón về nhà rồi, thì con Thanh Thảo mới gọi cho cái trường, cái số phone mà non emergency của trường á, để báo cho cảnh sát á.
Thì trong vòng một tiếng đồng hồ cảnh sát tới nhà của Thanh Thảo để nói chuyện với con của Thanh Thảo. Thì Thanh Thảo cũng ngồi ở đó để nghe. Thì cái điều mà cảnh sát muốn chia sẻ cùng với những cháu gặp trường hợp như vậy là không bao giờ chạy theo kẻ cướp. Tại vì vì cảnh sát nói rằng mình cũng không biết rằng họ có cái gì trong tay có thể sẽ gây thương hại đến mình. Thì đó là điều mà Thảo muốn chia sẻ cùng với các vị phụ huynh nếu có dịp xem trường ngày hôm nay. Có thể mình sẽ chia sẻ cùng với những người bạn của mình cũng có con, có em đang học ở các khuôn viên của trường đại học. Thật cẩn thận và nếu có chuyện gì xảy ra, không bao giờ chạy theo kẻ cướp. Trong bóp có gì trong đó không? Bóp mà bị cướp á? Thực sự trong bóp của anh Thảo chỉ là thẻ sinh viên nè, ID nè, rồi thẻ thư viện. Khi mà cháu thuật lại lời đó với police, mình nghe thấy mình vừa buồn cười, mình vừa xót con mình vừa buồn cười nữa. Trong đó chỉ có cái thẻ sinh viên, cái ID, một cái thẻ thư viện, một cái thẻ mà con Thảo mua mà về mấy cái hình ảnh của K-pop, thì cháu mê K-pop, và chỉ có 20 đồng tiền mặt, một cái thẻ ATM. Thì cái thẻ ATM thì thực sự không có cái pin number thì cũng không thể nào lấy tiền được. Ok, chúng ta sẽ trở lại với quý vị sau ít phút quảng cáo. Chúng ta sẽ cùng thảo luận với nhau về việc dặn dò con em của mình ra sao khi trở thành nạn nhân của những vụ cướp. Quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tới quý khán giả của Netflix TV. Chào mừng quý đến phần 3 tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay, liên quan tới câu chuyện là từ câu chuyện có thật con trai của Thanh Thảo bị cướp mà ngay trong trường học của mình. Thì bài học mà mình học ra là gì với bản thân mình là phụ huynh và kể cả với con em của mình, cũng như một số các thông tin liên quan tới phúc lợi mà chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên trước hết tôi được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với vịt quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Vietnam Town trên đường Story Road San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần. 408-217-9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Ly gửi quà, Ly gửi tiền lẻ và Ly Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra ba chi nhánh. Chi nhánh 1648 Tolley Road 408-270-1027, chi nhánh 1912 Avon Road 408-528-6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408-586-9999. Paloma Cafe, ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn. 408-277-0922. T&Y Jewelers, nơi tìm đến của quý cô sành điệu. T&Y Jewelers, nơi quý vị có thể tìm thấy những món nữ trang sang trọng nhất, độc đáo nhất. T&Y Jewelers, với thiết kế trang nhã thanh lịch làm tôn vinh hơn vẻ đẹp người phụ nữ hiện đại. T&Y Jewelers có rất nhiều mẫu mã đá quý trang sức cho quý vị lựa chọn. T&Y Jewelers thỏa sức đam mê, khẳng định đẳng cấp. T&Y Jewelers trong khu Grand Century Mall, Suite 1058, số điện thoại 408-899-2662. Rồi, đó là với câu chuyện mà nãy quý vị mới vừa nghe Thanh Thảo vừa kể. Chỉ mới xảy ra thôi, mới xảy ra ngày hôm qua. Trong trường De Anza College, quý vị nào ở xa thì cho Thanh Tùng được giới thiệu, trường De Anza College là một trường đại học cộng đồng ở vùng Bay Area. Và đây là một trong những ngôi trường mà các sinh viên, nhất là sinh viên gốc Việt theo học rất là đông. Đây là một trong những trường mà có sinh viên gốc Việt đông nhất của vùng Bay Area. Và Thanh Tùng có nhiều người quen, người quen con em là học ở De Anza nhiều lắm luôn. Thành ra với người Việt mình thì De Anza không xa lạ. Và nó là một trong những ngôi trường cộng đồng lớn hàng đầu, rất là lớn, nề nếp, quy củ đâu ra đó. Cho nên em phải kể quý vị nghe, với một ngôi trường như vậy
mà vẫn có thể có cướp xảy ra mà nhắm vào sinh viên của trường, thì rõ ràng nó đã xảy ra được ở Dienza thì nó có thể xảy ra bất kỳ một cái trường đại học nào khác, một cái trường đại học cộng đồng nào khác, một cái trường trung học nào khác. Đó là điều mà chúng ta phải xác nhận với nhau. Rồi, bây giờ qua câu chuyện của con trai của Thanh Thảo, em nó sau khi bị giật bóp thì dĩ nhiên phản ứng tự nhiên. Phản ứng tự nhiên khi mình giật của mà, thì rượt theo kẻ gian. Mà kẻ gian nó không chỉ chạy ra khỏi trường, mà nó chạy ra cái ngã tư, nó chạy qua bên kia đường, rồi nạn nhân cứ thế mà rượt theo cái kẻ giật của mình với hy vọng là lấy lại được của bị giật. Đó là cái phản ứng hết sức là bình thường với tất cả mọi người. Thanh Tùng bị giật, các Thanh Tùng cũng vậy. Thật ra ai bị giật thì cái phản ứng của mình là lấy lại. Nhưng trong trường hợp này, quý vị có thể tưởng tượng là khi mình bị giật mà mình rượt theo như vậy, đúng như lời của cảnh sát dặn dò con trai của Thanh Thảo, lần sau con đừng rượt theo như vậy nữa. Bởi vì nếu con rượt theo, con không biết trong tay có kẻ cướp, nó đang có cái gì ở trong tay của nó. Dao, vũ khí, súng hay bất kỳ một cái loại vật nhọn, cứng, mạnh nào đó, nó có thể làm cho mình bị thương tích. Thành ra lời khuyên nhắc với lại cảnh sát, nhắc với lại con của Thanh Thảo ngày hôm qua là lần sau đừng bao giờ chạy, đừng bao giờ rượt theo. Dạ, đừng bao giờ. Đừng bao giờ rượt theo. Ok, đó là bài học thứ nhất. Bài học thứ nhì là cẩn thận khi móc bóp của mình ra ở nơi công cộng. Dạ. Mặc dù đây là trường học, nhưng khi mình đứng ở nơi công cộng mà mình móc bất kỳ vật nào mà nó tương đối là tài sản của mình móc ra thì hết sức là cẩn thận. Bởi vì như Thanh Tùng vừa thưa, một trường mà có kỷ luật như vậy, trường mà có giám sát như vậy mà nó còn xảy ra cướp thì chỗ nào nó không xảy ra được. Vấn đề ở chỗ là như Thanh Thảo mới vừa nói là cái camera ở ngay cái khu vực xảy ra vụ cướp ngày hôm qua trong trường Dienza là không có lắp. Không có lắp, dạ, cảnh sát. Không có lắp camera ngay chỗ đó. Thành ra không cách nào thu hình được hết. Cái cậu mà cướp cái bóp của con trai Thanh Thảo nghe tả là rất là trẻ. Dạ, theo như lời con Thanh Thảo thì cỡ tầm hơn 20 tuổi cho đến 30 tuổi là cao nhất, tóc ngang vai thì con Thanh Thảo tả như vậy. Thì Thảo có đặt câu hỏi là vậy chứ cái bạn đó có đeo bắt bạc để mình như sinh viên không? Thì con Thảo nói dạ không mẹ, thì mình cũng không biết là đối tượng đó là họ vô trường như thế nào, nhưng mà mình cứ cảnh giác thôi đã. Thì Thanh Thảo cũng dặn con Thảo rất là kỹ, tại ngày hôm qua trong có thời gian mà con Thanh Thảo chưa về tới nhà, phải nói thật quý vị, Thanh Thảo hiểu được cảm giác cha mẹ mà cảm nghe con mình có việc mà mình chưa gặp được con mình, nó như ngồi trên đống lửa. Dạ. Nóng ruột vô dạ. cùng luôn, nóng ruột lắm luôn, mà về thấy con mình nó vẫn còn run. Sau một cái vụ cướp xảy ra như vậy, nó nhỏ lớn giờ nó có bị như vậy bao giờ dạ. đâu, nó xảy ra một cái vụ như vậy nó run. Mình nhìn á, bên ngoài thì thằng nhỏ run, nhưng mình hiểu cái chấn động tâm lý dạ. nó rất là nặng. Dạ đúng. Dạ, tùy đứa nữa, có đứa thì nó qua mau, có đứa thì nó qua rất là chậm, có đứa nó sẽ ở lại, nó thành cái cơn ác mộng dạ. cho những đứa nhỏ như vậy. Nên bị mất của là xót rồi, nhưng mà mình lo, mình thương con mình, cái chấn động về tâm lý của nó về sau nữa dạ. Thành ra mình học được với sau khi Thanh Tùng như chị Ngân Hàng nghe xong cái bài học này, cái câu chuyện này, mình rút ra ít nhất là hai bài học. Thứ nhất, cẩn thận khi móc tiền ra, móc bóp ra ở nơi công cộng dạ. Đặc biệt trong trường hợp đó là cái gì, là thường khi mà mình móc tiền ra, người Việt mình hay mang theo tiền mặt dạ. luôn luôn mang theo tiền mặt. Rất nhiều người Việt mình, kể cả Thanh Tùng, thỉnh thoảng là vì lý do nào đó mình cần phải thanh toán bằng tiền mặt. Có những nơi họ không nhận thẻ. Đúng rồi. Có một số nhà hàng Việt Nam không nhận thẻ tín dụng. Bắt buộc phải có tiền mặt. Phải có. Thì những lúc mà móc tiền mặt ra đếm, đó là điều tuyệt đối. Móc tiền mặt ra đếm ở nơi công cộng. Dạ. Đặc biệt là ở đâu mà quý vị hay móc tiền mặt ra đếm quý vị? Lúc đi chợ á. Dạ. Lúc thanh toán tiền khi đi chợ đó, là đứng ngay đó móc ra đếm. Và mình không biết được người trước, người sau của mình, họ là ai. Dạ. Thành ra tối, coi như là gần như là quý vị tránh tối đa chuyện đếm tiền hay lấy tài sản của mình ra ở nơi công cộng. Và điều thứ nhì, lỡ mà có bị cướp thì lời khuyên từ bao nhiêu lâu nay rồi chứ phải mới đây, là tánh mạng của mình nó quý hơn là những cái của cải vật chất ở bên ngoài. Luôn luôn quý vị, mình mới quý hơn, mình mới làm ra của cải, chứ của cải nó không có làm ra mình. Dạ. Thành ra lỡ mà có bị giật
Cái quan trọng là làm sao giữ được sự an toàn cho chính bản thân của mình. Chứ không phải là vì cái của cải đó mà chuyện đáng tiếc đã xảy ra với mình. Dạ. Yeah. Đúng không? Cái là câu chuyện của một thanh niên mới vừa lớn. Nhưng mà Thanh Tùng nghĩ đó là bài học cho tất cả mọi người luôn. Yeah. Cho tất cả mọi người. Tại vì cái phản ứng mà bị giật là mình chạy theo lấy là thương. Là thương là và dễ hiểu nữa. Nhưng mà quý vị ơi, nếu đã lỡ gặp trường hợp đó rồi, lời khuyên hay thậm chí có những chuyện mà mình không ngờ, đó là đang đi vô ngân hàng, mình có công việc giao dịch về tiền bạc trong ngân hàng, cướp vào chĩa súng, tất cả có bao nhiêu đưa hết đây, điều thứ nhất, bao nhiêu bóp đưa hết đây, điện thoại cầm tay đưa hết đây, vòng vàng nữ trang đưa hết đây. Lời khuyên của cảnh sát trong trường hợp đó, nó nói cái gì làm theo. Yeah. Đừng chống cự. Bởi mình chống cự, mình không biết chuyện gì xảy ra. Phần còn lại cứ để cho cảnh sát lo. Trong trường hợp đó cứ làm theo lời của họ. Yeah. Đó là cảnh sát khuyên, chứ không phải Thanh Tùng khuyên. Yeah. Thanh Tùng chỉ chuyển lời lại cho quý vị thôi. Yeah. Nhờ quý vị hết sức là cẩn thận. Mà Thanh Tùng nghe chuyện này tôi cũng rất là lo. Rất là lo. Tại vì tình trạng cướp của mà nó xảy ra như thế này thì càng ngày nó càng... Quý vị thấy làm sao? Nó lộng hành á. Lộng hành. Rồi cướp giữa ban ngày rất là lộng hành. Đúng rồi. Chị Ngân Hàng, chị Ngân Hàng thấy sao? Trời, chị Ngân Hàng sợ. Hồi sáng nó lúc mà Thảo kể mà thằng bé nó chạy theo, chị nói trời ơi sao nó rượt chi vậy? Là chị nói trước khi mà thằng bà Thảo nói trời ơi sao nó dại, nó rượt chi vậy? Nói thì bởi vậy, chị biết không, mà mai là thằng đó nó không có phản ứng lại hay là nó giục cái, nhiều khi nó chọi cục gạch, nó không có, nó chọi cục gạch vô đầu con mình nữa. Bởi vì chị nghe xong rồi nó hồi mà Thảo kể thằng bé nó an toàn rồi, trời ơi chị mừng. Rất là mừng. Nhưng mà Thanh Tùng vẫn nghĩ rằng là qua câu chuyện này chắc có lẽ là ở trường Trianza họ cũng sẽ phải xem lại về cái an ninh ở trong ngôi trường. Bởi vì những quý vị nào mà mình đi học ở bên Việt Nam á, quý vị sẽ thấy sự khác biệt với trường bên này. Ở Việt Nam mình là có cổng đàng hoàng. Cổng á, là có người bảo vệ. Phải có lý do mới được vào trường. Phụ huynh muốn có lý do phải vào trường, chứ phải muốn tự nhiên vào trường là vào. Thanh Tùng về thăm lại trường cũ, với tư cách là học sinh cũ của trường, vẫn không được vào bên trong trường. Thanh Tùng vẫn không được vào, chỉ đứng ở ngoài cửa mà nhìn vào bên trường của mình thôi. Trong khi đó ở bên Mỹ này có gì thấy không, họ không có làm cổng. Từ trường mà đại học cộng đồng cho tới các trường đại học lớn, university là thoải mái. Thấy không? Đó chính là điều mà ai cũng có thể vào trường được hết trơn, chứ không riêng về những người giả dạng sinh viên. Và nó có cái lợi, nó cũng có cái bất lợi là mình không kiểm soát được ai là ai trong trường trơn. Đó chính là lý do cẩn thận hết sức. Rồi, còn bây giờ quý vị ơi, quay sang với... sẵn còn có 1 phút cho Thanh Tùng được thưa luôn. Mới tuần trước là Thanh Thảo kể chuyện là Thanh Thảo bị lừa gạt và mạo danh là người của lãnh sự quán Cộng sản Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn, gọi Thanh Thảo để đe dọa đủ thứ hết trơn. Vì nhớ không? Thì Thanh Thảo vừa kể câu chuyện đó xong, chưa tới 1 tiếng đồng hồ sau tới phiên Thanh Tùng quý vị. Đó gọi Thanh Tùng. May là hồi nãy mới vừa ngồi ở đây nghe Thanh Thảo kể là Thanh Thảo bị một người có số dùng là 202 gọi tới. Thì Thanh Tùng nghe thì nghe vậy thì cũng chia sẻ tất cả mọi thứ. Nhưng quý vị ơi, không ngờ vừa kết thúc cái buổi thâu hình của tụi em hôm tuần trước là điện thoại 202 gọi Thanh Tùng quý vị. Tức là mình đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, cho nên thái độ của Thanh Tùng là bất cần. Nó hỏi rất không, gọi Thanh Tùng y chang như với Thanh Thảo vậy đó. Tại sao anh không trả lời tôi? Tôi là người từ lãnh sự quán Việt Nam ở DC. Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh có phải là Thanh Tùng không? Tại sao anh không trả lời thư chúng tôi gửi về cho anh? Anh đã phạm biết bao nhiêu tội ở trong nước. Anh đã gây hại cho chính quyền nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi cần liên lạc với anh, tại sao anh không trả lời? Thì tôi là Thanh Tùng chỉ trả lời một câu: thôi dẹp đi, ông là ai tôi trả lời không nổi, không rảnh. Nó cúp điện thoại luôn quý vị. Chỉ cúp điện thoại em. Thành ra quý vị nghe kể chuyện cho vui. Bây giờ nó đang gọi rất là nhiều người nha. Số dùng 202 nha bà con. Rồi, sau ít phút quảng cáo, tụi em sẽ trở lại giúp quý vị thêm nhiều tin phúc lợi, quý vị nhớ đón xem. Chào mừng quý vị đến phần 4 và cũng là phần cuối của tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, ở phần 4 này, tụi em sẽ cố gắng chạy đua với thời gian
để mang đến quý vị một số thông tin liên quan tới phúc lợi ha. Đầu tiên quý vị, đầu tiên là tin về chương trình hỗ trợ thiên tai bão lụt. Chắc là bà con mình mà ở Bắc Cali á, hay ở Cali, quý vị nhớ là hồi tháng 12 năm ngoái 2022, kéo dài cho tới tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 của năm nay 2023, bão quá trời, quý vị nhớ không? Nối bão, nối tiếp bão mà bão lớn, bão dữ. Mưa gió là đổ ngã cây cối, ngập lụt nhà cửa, ngập lụt đường phố. Rồi quý vị nhớ dẫn tới tình trạng cúp điện, không có đi làm được. Đó. Thì chính vì bão tố triền miên đó mà một số các quận hạt tiểu bang Cali mới được sở thuế liên bang họ gia hạn cái thời hạn để mình đi khai thuế năm nay, là gia hạn cho tới ngày 15 tháng 10. Quý vị nhớ không? Thì đó, cũng liên quan tới các vụ bão tố triền miên đó mà riêng quận hạt Santa Clara được cơ quan FEMA. FEMA là chữ viết tắt của cơ quan chuyên đối phó với những thảm họa do thiên tai gây ra trên toàn nước Mỹ. Thì cơ quan FEMA mới tùy vào tình hình của từng địa phương, chỗ nào mà bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bao gồm chẳng những là mưa bão, lũ lụt mà còn là hạn hán, cháy rừng hay bất kỳ một cái thiên tai nào khác, thì miễn là cái vùng đó mà bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, thì FEMA họ mới đưa cái quận hạt đó hay tiểu bang đó vào trong danh sách của những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai nặng nề. Mà một khi mình được đưa vào trong danh sách thiên tai nặng nề thì cư dân ở cái vùng đó sẽ được chính phủ liên bang hỗ trợ rất nhiều thứ. Cho nên không phải vùng nào cũng được, thì người ta phải lượng định, ta đánh giá. Thì quận hạt Santa Clara vừa được đưa vào trong danh sách của những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi những cơn bão mùa đông vừa qua. Chính vì vậy mà quận hạt Santa Clara bây giờ sẽ đủ điều kiện, cư dân sẽ đủ điều kiện nhận được sự hỗ trợ chính thức từ FEMA. Hỗ trợ cái gì? Họ hỗ trợ rất là nhiều thứ luôn, thưa quý vị. Ví dụ như họ hỗ trợ nơi cư ngụ khẩn cấp tạm thời, hoặc là hỗ trợ tiền để quý vị sửa chữa nhà ở nơi quý vị cư ngụ. Họ hỗ trợ tiền để quý vị sửa chữa lại cơ sở thương mại dịch vụ của quý vị bị hư hại bởi bão. Dĩ nhiên, bây giờ Thanh Thảo, chị Ngân Hà với quý vị nghe xong rồi, trời, bão từ hồi tháng Giêng, tháng 2, bây giờ là tháng 6 rồi, tụi tôi đâu có thể để căn nhà tôi như vậy. Dễ sợ ở, tụi tôi đã móc tiền túi ra tôi sửa rồi, vậy rồi sao? Thì quý vị có thể gom lại giấy tờ receipt mà quý vị đã sửa nhà, sửa cửa ra làm sao, cơ sở thương mại ra làm sao, quý vị dùng cái đó, quý vị xin sự hỗ trợ lại. Hỗ trợ lại từ chính phủ liên bang. Vậy đây là hỗ trợ của liên bang chứ không phải của tiểu bang. Nha quý vị. Rồi, khi mà quý vị xin sự hỗ trợ thì quý vị nhớ nè, nơi cư ngụ khẩn cấp tạm thời nè, tiền sửa chữa nhà ở nè, hỗ trợ về y tế nè, hỗ trợ cả về nha khoa nè, hỗ trợ về tài sản cá nhân, hỗ trợ phương tiện đi lại, di chuyển cùng với tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến thảm họa của quý vị. Ok, bây giờ mình sẽ ghi danh bằng cách nào? Sẽ có nhiều cách để ghi danh. Điện thoại, ghi danh trực tuyến, hoặc là quý vị đến tận nơi văn phòng của FEMA mà có chi nhánh ở ngay quận hạt Santa Clara. Tức là có nhiều cách khác nhau để quý vị ghi danh, miễn là quý vị biết thông tin này thôi. Bây giờ dễ dàng lắm, Thanh Tùng đang có cho quý vị một cái trang web đầy đủ chi tiết liên quan tới quyền lợi của quý vị được hỗ trợ ra sao, cách ghi danh như thế nào. Và trang web này là trang web bằng tiếng Việt. Người ta có tiếng Việt nè, tiếng Anh, tiếng Mỹ. Thì bây giờ Thanh Tùng lấy cái bản, cái trang web bằng tiếng Việt. Thanh Tùng sẽ để sẵn cái đường link ở bên dưới bản tin của ngày hôm nay, khi mà post ở trên YouTube Hot Tips với Thanh Tùng ở cái tuần lễ này. Quý vị lên YouTube, quý vị xem. Bên dưới cái clip sẽ có cái chữ description, thấy chữ more. Click vào cái chữ more đó sẽ hiện ra hàng loạt các đường link phúc lợi cho quý vị trong chương trình Hot Tips ngày hôm nay. Được chưa? Đó là thứ nhất là về hỗ trợ về bão lụt thiên tai. Bây giờ mình nói về một cái phúc lợi khác dành cho quý vị. Đó là quý vị nào mà là chủ nhân cơ sở thương mại, tiểu thương ở San Jose, thì xin quý vị lưu ý là trong mùa đại dịch Covid-19, dĩ nhiên cơ sở của mình gặp nhiều khó khăn, làm ăn không có được.
Đặc biệt là vì là ông không được cho nên mình bị nợ cái tiền thuê mặt bằng nơi mà mình làm ăn. Thì San Jose hồi đó có nhiều đợt rồi, tụi em đã kể qua vậy rất nhiều đợt. Dạ, đúng rồi. Mỗi đợt là khoảng 300-400 tiểu thương hay công ty nhận được sự hỗ trợ. Ít nhất là 5.000 đồng, nhiều nhất là 15.000 đồng, tùy theo cái lợi tức hay doanh thu công ty của quý vị trong năm vừa qua. Dạ. Thì miễn công ty của quý vị có 10 nhân viên toàn thời gian trở xuống, kể cả chủ, kể cả những quý vị nào tự làm chủ, làm nghề tự do, mà quý vị cần sự hỗ trợ để lấy cái tiền của thành phố San Jose trả cái nợ mà quý vị còn thiếu khi thuê mặt bằng của thời đại dịch Covid-19. Tối đa 15.000 Mỹ Kim, thì chúng tôi có đường link dành cho quý vị. Quý vị cũng vào trong Hot Tips với Thanh Tùng tuần này. Bên dưới cái clip có chữ description, vào phần mua, click vào chữ mua hiện ra cái đường link copy and paste về trang nhà quý vị. Đọc kỹ thông tin, thấy mình đủ điều kiện ghi danh để được nhận sự hỗ trợ. Riêng cái chương trình mà tiền thuê nhà, thuê mặt bằng đó, nó sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6. Thế là mình còn có mấy ngày mấy nữa ngày thôi. Quý vị phải nhanh tay. Tuần nữa thôi đó. Có, đó là 2. Rồi, bây giờ mình có một chương trình phúc lợi khác nữa nha quý vị. Đây là chương trình dành cho những người nào mà quý vị có ý tưởng khởi nghiệp, có ý tưởng để làm ăn. Thì chương trình này sẽ hỗ trợ cho quý vị số tiền là 2.500 Mỹ Kim. Dù quý vị đã mở cửa tiệm rồi, sau đó quý vị đóng cửa. Bây giờ quý vị muốn mở trở lại cửa tiệm cho một ý tưởng làm ăn mới mẻ hơn, quý vị sẽ có thể được hỗ trợ 2.000 Mỹ Kim. Hay quý vị là học sinh, sinh viên đang đi học cái ngành nghề của mình và đang có ý tưởng mở công ty cho cái ngành nghề của mình, quý vị có thể sẽ được hỗ trợ 2.500 Mỹ Kim. Đọc kỹ làm sao đủ điều kiện, làm sao ghi danh, cũng sẽ có đường link cho quý vị. Tức là hôm nay mình sẽ có 3 chương trình với 3 đường link khác nhau. Vào xem Hot Tips với Thanh Tùng trên YouTube để lấy đường link. Được chưa quý vị? Chúc quý vị may mắn nha. Rồi, đến đây thì ba chị em có tim sẽ phải chia tay với quý vị, chị Ngân Hà. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thanh Thảo xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Và cuối tuần này sẽ là cuối tuần đầu tiên của mùa hè 2023. Hè đến rồi nha bà con. Ba chị em có tụi em chúc quý vị một mùa hè thật vui, thật hạnh phúc, thật an lành bên cạnh người thân, bạn bè của mình. Và bây giờ là lúc ba chị em tụi em chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.